Quý vị hỏi tôi tại sao ông Trump lại có cá tính như vậy? Thứ nhất, tôi nói với quý vị về ảnh hưởng vật chất trước. Có hai điều, có ba lý do tại sao ông có cá tính như thế mà mọi người không thích. Bởi vì ông nói thẳng thừng, không nói vớ vẩn. Ông cũng làm những điều không giống như chính trị gia thông thường. Nhưng mặc dù có giúp quốc gia và thế giới, có ba lý do mà ông có cá tính như thế. Thứ nhất, bối cảnh. Ông là người Hoa Kỳ. Và quý vị biết phim Hoa Kỳ, văn hóa phim. Bất cứ gì chiếu trên màn ảnh, đủ loại nguyền rủa chửi tục, đủ loại tiếng lóng. Và với đủ loại đó, ông trưởng thành với văn hóa đó. Rồi ảnh hưởng của bạn bè, họ đều nói như thế, hoặc đa số họ nói như vậy. Hoặc nhiều sinh viên nói kiểu như thế đó. Hoặc cả con nít cũng có nói như thế. Mấy trẻ em nhỏ còn thớ ấu cũng luôn có mấy câu nói như vậy. Luôn luôn rồi, lăng mạ và phán xét này nọ. Rồi ông quen như thế, đúng không? Nó tự động tuôn ra thôi, hiểu ha? Khi tôi còn ở Hoa Kỳ, đôi khi lời nói tự động tuôn ra mà chính tôi cũng ngạc nhiên. Bởi vì thậm chí tôi cũng không biết, cho tới nay, không bao giờ dám nói bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Tàu. Tôi nói chữ đó, nó mạnh quá. Nhưng khi còn ở Hoa Kỳ, tôi có thể nói gì đó, nhưng đủ tệ đối với tôi trong tiếng Anh, tệ vô cùng. Có thể nói bằng tiếng Anh bởi vì quá quen dùng rồi, nhưng tôi không thể nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình hoặc tiếng Tàu. Thấy không, cũng có thể nói bằng tiếng Đức nữa, hoặc cả tiếng Pháp, tôi xin lỗi. Đôi khi, với chữ M bằng tiếng Pháp, nhưng không như mỗi ngày hoặc thường xuyên, chỉ một vài lần tự động tuôn ra thôi, chỉ nhảy ra khỏi miệng. Nó ăn sâu vào trong mình, vì mỗi ngày đều nghe chữ đó hoặc nghe thường xuyên, rồi hôm nào đó, nó chỉ nhảy ra thôi. Cho nên đó là bối cảnh, ảnh hưởng bởi loại phim ảnh và tất cả văn hóa, tất cả xã hội Hoa Kỳ. Cho nên quý vị không thể trách một mình ông ta, bởi vì ông không sinh ra trong môi trường chính trị. Ông là một thương gia. Và cách nào đó họ chọn ông ra ứng cử tổng thống. Nên ông phải làm thôi. Ông không được huấn luyện châu chuốt như một nhà chính trị gia lành nghề. Nếu quý vị tham gia một đảng nào từ khi còn trẻ và được huấn luyện làm chính trị gia và có một nghị trình hoặc động cơ thúc đẩy về chính trị, thì quý vị sẽ ráng học để trở thành một người khác, nói năng ngọt ngào, cố không xúc phạm ai hết, luôn luôn tỏ ra mềm mỏng. Những thứ như thế. Nhưng không có luật nào ở Hoa Kỳ nói rằng một tổng thống, một chính trị gia phải khác nhiều hơn những người khác. Nhiều người họ không khác. Quý vị có thể thấy họ nhận hối lộ, họ tham nhũng, vân vân. Cho nên, chỉ một vài từ mạnh mẽ thật sự không ý nghĩa gì mấy, không phải là một tội phạm. Khi ông ta nói một vài từ mạnh mẽ mà mọi người nói mỗi ngày, thì đó không phải là tội phạm. Chỉ là cá tính thôi, chỉ là thói quen. Dĩ nhiên, dù vậy, vẫn tốt hơn nếu ông học làm người ngoại giao. Nhưng luật Hoa Kỳ không quy định rằng một tổng thống phải ăn nói như một nhà ngoại giao. Không có luật nào như thế, phải không? Và cũng không có luật nào cấm tổng thống nói những ngôn từ như người ngoài kia nói. Tôi không nghĩ có luật nào như thế. Anh luật sư nói cho tôi biết đi. Có hay không? Dạ không. Dĩ nhiên là không. Con người kỳ vọng như thế và có lẽ họ thích như thế. Dĩ nhiên, chúng ta đều thích người nói ngọt. Nhưng không có nghĩa là ngọt ngào, căn bản của một người tốt. Cho nên, người ta không thích ông bởi vì điều đó. Có lẽ vậy. Có người nói như thế trong một tờ báo hoặc trong một bản tin tôi đọc. Thứ nhì là sự bực dọc. Trong địa vị của ông, quý vị có thể thấy ông đã bực dọc đến chừng nào. Chắc hẳn ông phải bực bội.
Bởi vì quý vị có thể thấy ngay cả tối cao pháp viện cũng không nghe lời tổng thống. Đừng nói chi, ông cũng là một công dân có quyền tuyên bố những gì ông tin là đúng và những gì ông tin là sai. Nhất là khi nó liên quan tới vận mệnh của cả một quốc gia, cũng như các vấn đề quốc tế, nên ông có lẽ nói ra một đôi lời mà không nên nói. Có lẽ vậy, tôi chưa hề nghe. Nhưng dù sao, giới truyền thông cũng xúc phạm ông nữa. Tôi có đọc, trước đây tôi thường rất thích một trong những kênh truyền hình chính. Tôi không thường xem đài TV đó, nhưng khi xem trước đây thì tôi xem đài đó. Thật sự là ký giả chính, rất được ưa thích. Ký giả thâm niên mà xúc phạm tổng thống như vậy đó, cái đó có liên hệ gì tới khả năng làm tổng thống? Và thậm chí ông là một tổng thống, mình phải nên tôn trọng địa vị, danh tước của ông chứ. Bởi vì ông đại diện cho hiến pháp, cho nền dân chủ của nước quý vị, cho danh dự của quốc gia quý vị. Quý vị gọi ông bằng những danh hiệu đó thì cũng chứng tỏ cá tính thấp hèn của chính mình. Tôi không đồng ý với điều đó. Cho nên trước khi họ chỉ trích cá tính của tổng thống, họ phải nên nhìn lại chính cá tính của họ. Do đó rất bực dọc cho một tổng thống phải làm việc với đủ loại bản ngã và những lời nói xấu và những kẻ chỉ trích như thế một cách vô ích và làm ngơ mọi chuyện tốt mà ông làm. Cho nên ông chắc hẳn cảm thấy vô cùng chán nản. Thậm chí ông không nghĩ tới việc ra tranh cử lần thứ hai nữa. Ông nói ông không nhớ tại sao phải ra tranh cử lần thứ nhì. Có nghĩa là ông không muốn. Nhưng rồi dĩ nhiên đảng thúc ông thức dậy, và người khác, những người theo ông, ủng hộ ông và những người tốt. Và ông nghĩ về những điều mà ông phải làm cho quốc gia, cho thế giới, nên ông tiếp tục ra tranh cử tổng thống lần thứ nhì. Nhưng rồi nó trở nên như thế này với bộ máy. Quá dễ dàng để gian lận bằng bộ máy. Họ làm đủ mọi thứ với máy điện toán, nói chi với các loại máy khác, là vật xa lạ đối với mọi người rồi. Và loại máy đó, trên bản tin nói rằng máy đó được thiết kế để chơi với các trò gian lận, được thiết kế có chủ đích. Cũng có một số tiếng xấu ở nơi khác, tại các quốc gia khác, vì nó cho phép. Phải, nó cho phép đột nhập vào máy và thay đổi hoặc làm bất cứ gì mà mình muốn. Quý vị chỉ cần biết một chút kỹ thuật. Tôi không biết về kỹ thuật nào hết, ngay cả không thể lo liệu máy tính của tôi, quý vị biết rồi. Nhưng nhiều người có kỹ thuật cao, kỹ thuật rất cao. Chúng ta có thể lên cung trăng và có thể đi tới hỏa tinh, kim tinh kế tiếp. Chúng ta có thể thấy xa hàng trăm triệu năm ánh sáng, các tinh cầu khác, các thiên thể khác rồi. Nên gian lận trong cái máy này có lẽ chỉ là một chuyện đùa giỡn thôi. Đối với vài người, kỹ thuật cao đẳng phải không? Nếu họ đã có ý định làm điều đó rồi, thì họ có thể thôi. Và rồi họ có thể đếm thêm phiếu, có thể đếm ít phiếu đi. Không ai ở đó thật sự kiểm tra mình phải không? Cho dù có kiểm tra, họ cũng không đi tới xem quý vị viết gì và làm gì bên cạnh mình. Họ chỉ ngồi cách xa 6 mét hay gì đó, và đôi khi thậm chí không được phép ngồi kế bên để quan sát cuộc bầu cử. Việc đếm phiếu hoặc hệ thống bầu cử, đó là dựa theo báo chí của quý vị. Đúng vậy, tất cả tin xấu, nhưng nó phần nào sự thật trong đó. Và một điều khác quan trọng hơn, đó là giao ước của ông trước khi xuống trần. Nhớ rằng tôi đã nói với quý vị, tôi cũng phải ký giao ước trước khi xuống trần bằng những điều như vậy. Như thế này tôi không thể làm. Tôi không thể dùng thần thông, và đương nhiên không thể dùng bất cứ lực lượng nào để chữa lành con người, chẳng hạn như thế. Bởi vì như thế mọi người sẽ theo tôi,
ngoài hiện tượng tự nhiên mà toát ra từ người tôi, phát ra từ người tôi hoặc tỏa ra từ người tôi. Tôi không thể cố tình cho thấy bất cứ lực lượng hoặc thần thông nào hay bất cứ gì như thế để chiêu dụ con người, phải không? Quý vị biết cả rồi. Cũng giống như vậy, ông Trump có số mệnh làm điều cực kỳ tốt cho quốc gia của ông và cho thế giới, nên ông phải ký giao ước. Ông không có ngoại diện trông khá hoàn hảo và nói năng mềm mỏng như một nhà ngoại giao, những thứ như thế. Đó có lẽ là một trong những giá ông phải trả. Ngay cả thành viên trong gia đình ông, một hoặc hai người chống lại ông, đồng thời sự bực dọc khi làm việc với quá nhiều người không hòa hợp, hoặc cũng không có khả năng, hoặc cũng không cùng lý tưởng, như là ông hoàn toàn vì hòa bình, nhưng bộ trưởng quốc phòng của ông lại muốn bỏ bom mọi người. Đó là những gì ông nói. Bộ trưởng chỉ muốn bỏ bom mọi người, chẳng hạn như thế, rất bực bội, đúng không? Ngay cả COVID-19 trực giác cho ông biết rằng mọi người phải đeo khẩu trang, nhưng rồi viên chức cao nhất, địa vị cao nhất của cố vấn y tế trong nước, bác sĩ Fauci, bảo ông rằng: "Ồ, không cần đeo khẩu trang, hiểu tôi nói không?" Rồi bác sĩ Fauci được ca ngợi ngất trời, và thậm chí họ làm một ngày ở Washington DC cho ông ấy, gọi là ngày bác sĩ Fauci, một ngày, ngày đầu tiên của gì đó. Tôi không quan tâm mấy về điều này nên không nhớ rõ, quý vị có thể kiểm xem. Đồng thời, chúng ta phải nên lo nhiều hơn về bệnh cúm, ý nói là cúm bình thường mà mình vẫn có, cúm thông thường như có trước đây. Ông nói như thế đó, đó nghĩa là ông ngăn cản tổng thống. Tổng thống đã ra lệnh đặt rất nhiều khẩu trang để phát cho mọi người. Thế mà ông Fauci lại nói như thế và đồng thời lừa dối tổng thống, khiến tổng thống bị mắc bệnh. Ông và gia đình tất cả bị bệnh bởi vì họ tin bác sĩ Fauci nói là không có gì hết. Bác sĩ Fauci nói COVID-19 là không đáng gì hết, chỉ có mấy con bọ thôi, cúm còn đáng lo hơn. Nhưng cúm con người đã quen rồi và không có gì để ông bảo tổng thống rằng đây không tệ như cúm. Dĩ nhiên, ông không đeo khẩu trang, ông không muốn làm gì thêm nữa. Tới sau này, ông Trump mới nói rằng bệnh này tệ quá. Rồi ông mới đem nỗ lực cá nhân để ký rất nhiều tiền cho một công ty nghiên cứu vào thuốc chủng ngừa. Mọi người bảo ông, mọi người nói rằng ông cần tới 5, 6, 7 năm hoặc hơn. Thế mà ông làm trong 5, 6, 7 tháng, không ai ca ngợi ông nhiều lắm. Có thấy ca ngợi nào chăng? Có không? Quý vị thấy có hàng chữ in, báo cáo, ồ hoan hô tổng thống, không có gì hết phải không? Có lẽ một hoặc hai, chỉ nói ồ rất tốt, chỉ nói ồ người tốt, như thế. Tôi cũng nản lòng, cho dù không phải là tổng thống, cảm thấy chán chường rằng con người như thế đó. Và một người tốt như tổng thống Trump, thế mà con người lại tìm cách loại ông qua một bên. Và có người tham gia vào tham nhũng và gian lận thì người ta lại muốn quý vị bầu cho người đó có dính líu tới việc rửa tiền hoặc bất cứ gì. Nhưng dĩ nhiên không phải như chính ông ta làm việc đó, ý nói là phó tổng thống Biden. Có lẽ không, bởi vì có lẽ họ chưa tìm được. Nhưng tên ông Biden đã ở khắp nơi rồi, trong kinh doanh, trong văn phòng kinh doanh, trong hội họp kinh doanh và đủ thứ cả. Bởi vì ông đã từng làm phó tổng thống, do đó con trai ông có kinh doanh béo bở như thế mà không ai làm gì hết, thu được hàng triệu đô la. Và vào thời xưa, tôi không biết hiện nay Hoa Kỳ có luật như thế nào, nhưng vào thời xưa, bởi vì vào lúc này, từ vài năm nay, người Trung Quốc trở thành gọi là thù địch của Hoa Kỳ. Nước tranh đua thù địch và đó là mối đe dọa cho Hoa Kỳ. Đó là những gì họ nói ngày nay. Tôi đọc thấy trong nhiều báo chí. Nên nếu quý vị thông đồng hay bắt tay với kẻ thù,
thì họ sẽ kết án quý vị là phản quốc, không chỉ là rửa tiền thôi đâu. Cho dù quý vị chỉ là nghi phạm, thành ra đảng Pháp không bầu cho ông Sarkozy. Bởi vì nếu bầu cho một nghi phạm, có nghĩa là quý vị cũng khích lệ hoặc là đồng lõa. Nhưng ở Hoa Kỳ tôi không biết quá tự do hay gì đó. Họ quá xem thường sự tự do coi như chuyện đương nhiên. Họ không biết nhiều quốc gia khác, bất cứ họ làm gì như thế, hoặc tránh họ nói chuyện với tổng thống của họ như thế, họ có thể bị tù, tù lâu năm, mặc dù họ không làm công khai, nhưng họ sẽ bị cái cớ nào khác để bỏ tù quý vị, bởi vì nói xấu vị tổng thống. Người Hoa Kỳ quá ư được cưng chiều, quá hư hỏng. Tôi hy vọng họ tiếp tục giữ nền tự do của họ, bởi vì nếu quý vị xem thường bất cứ gì, thì cái đó sẽ bị lấy lại từ quý vị. Đó là luật của vũ trụ. Cái gì quý vị không cần sẽ bị lấy đi. Những gì không biết trân quý sẽ bị mất, sớm hay muộn thôi. Đại khái như thế đó. Nên tôi hy vọng quý vị vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã tin tôi. Quý vị không đồng ý với những gì tôi nói sao? Dạ đồng ý. Anh luật sư thấy thế nào? Dạ con đồng ý. Tôi có nói gì sai dựa theo luật lệ Hoa Kỳ chăng? Dạ không thưa sư phụ. Tôi nghĩ là như thế phải không? Và có ai bầu hoặc đứng ra về phía nghi phạm thì bình thường luật sẽ điều tra họ trong nhiều trường hợp, cũng ở Hoa Kỳ nữa phải không? Bởi vì quý vị bị nghi ngờ là đồng phạm, họ cùng với người bị nghi ngờ, nghi phạm thì chưa có tội. Cho tới khi được chứng minh thì vẫn là nghi phạm, đúng không? Thành ra ông Sarkozy không thể được bầu làm tổng thống nữa, bởi vì người ta không muốn bầu cho một nghi phạm. Tới khi ông ta trắng án, có lẽ ông không bao giờ trắng án, tùy theo tình huống và tội phạm là gì, hoặc điều gì đó. Nhưng ở Hoa Kỳ, tôi không biết có được cho phép không. Nên quý vị hỏi tôi cũng thật sự không biết trả lời sao cho đúng. Ý nói là 100%. Tôi chỉ có thể cười thôi, đồng thời cũng cảm thấy rất buồn. Bởi vì mọi người tôn trọng Hoa Kỳ như là một gương tốt của nền dân chủ, của công lý, của bảo vệ. Nhưng họ như thế đó, họ không bảo vệ vị tổng thống xuất sắc, tốt và công chính, vị tổng thống của chính họ, là người đã chứng minh ông thực sự xứng đáng địa vị của ông gấp bội phần hơn. Thưa, điều gì sẽ xảy ra nếu ông Biden trở thành tổng thống? À, điều gì sẽ xảy ra? Nó rất khó để xác định rõ ràng. Nhưng Hoa Kỳ sẽ mất đi lòng tin cậy của cộng đồng quốc tế, bởi vì bác bỏ công lý như thế và bác bỏ tôn trọng quyền lãnh tụ quốc gia và những hành động cố tình chống lại ông như thế bằng nhiều cách. Và con người cũng sẽ không tin với truyền thông nữa. Truyền thông, dòng chính. Đó là điều tôi lo ngại. Tôi chỉ hy vọng không xảy ra, nhưng quá rõ ràng. Nếu hệ thống công lý không hoạt động, thì con người không tin nữa. Nếu giới truyền thông không tường trình sự thật, mà chỉ báo cáo tin giả và thiên vị, thì người dân không tin truyền thông nữa, chỉ rất đơn giản vậy thôi. Nếu người dân Hoa Kỳ cũng không tin hệ thống công lý, thì làm sao cộng đồng quốc tế tin Hoa Kỳ cho được? Đó là điều tôi lo ngại. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúng ta cầu nguyện cho vị tổng thống tốt. Tôi cũng vẫn cầu nguyện mỗi khi tôi có thể. Đó là tất cả tôi có thể nói với quý vị. Cầu Thượng Đế gia trì cho Hoa Kỳ. Cầu Thượng Đế kéo họ ra khỏi đống hỗn loạn. Cầu cho người công chính chiến thắng, để quốc gia quý vị sẽ tiếp tục thắng thế, vượt qua,
là một quốc gia dân chủ tốt đẹp, công bằng cho thế giới, noi gương.